Ngô Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngô Hoàng đang có mặt tại vị trí con hẻm 477 của đường Âu Cơ. Ở đây là hiện tại đang thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú nha. Trước này là vị trí mặt tiền đường của đường Âu Cơ nè. Này là mặt tiền đường ha. Cái hướng này là mình sẽ đi về bên Âu Cơ giao với lại cái đường Lạc Long Quân. Bên này là thuộc quận Tân Phú và phía bên kia là hiện tại là đang thuộc quận Tân Bình nha cô chú anh chị. Thuộc phường 10 quận Tân Bình ha. Ở một bên là thuộc quận Tân Phú và một bên là thuộc quận Tân Bình. Thì nhà mình thì giáp ranh với lại quận Tân Bình này. Còn nếu mà mình đi hướng xuống dưới kia là mình sẽ giáp ranh với lại quận 11 của chú anh chị. Thì cái vị trí căn nhà của mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 477 của đường Âu Cơ của chú anh chị nha. Ở thì từ đây cô chú anh chị mình lên ngay chỗ ủy ban nhân dân phường Phú Trung thì mất khoảng cỡ chừng là 1 phút đi xe thôi. Từ đây lên đó rất là gần. Còn mình lên ngay chỗ bệnh viện quận Tân Phú hoặc là lên công an quận Tân Phú thì cũng khá là gần ha, 2 phút đến 3 phút đi xe thôi. Ở từ đây mình lên góc ngã tư, lên bên trên tí nữa là mình sẽ gặp ngay chỗ cái ngã ba giữa đường Khuôn Việt giao với lại cái đường Âu Cơ ha. Còn lên bên trên tí nữa là mình sẽ gặp cái đường Thọ Ngọc Hầu giao với lại cái đường Âu Cơ. Ở đây là mặt tiền đường của đường Âu Cơ nè cô chú anh chị. Bên này là hiện tại đang thuộc phường Phú Trung ha. Đầu đường nó có một cái hệ thống cửa hàng mẹ và bé nè cô chú anh chị. Mẹ và bé sơ sinh nè ha. Ở kế bên thì có cái nội thất. Nội thất nha cô chú anh chị. Ở mặt tiền đường của đường Âu Cơ. Thì hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại đây để review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà. Hiện tại chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng với mức giá là 2.450.000.000 nha cô chú anh chị. 2.450.000.000 cô chú anh chị nha. Nhà có sổ hồng riêng nha. Ở nhà hiện tại đang thuộc cái con hẻm 477 của đường Âu Cơ thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú. Nhà mình thì đường cái là có 2 phòng ngủ. 2 phòng ngủ cô chú anh chị ha. Nhà mới luôn, vào ở ngay. Nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Ở nhà mình thì giáp ranh với lại quận Tân Bình nè. Còn phía bên này thì mình sẽ giáp ranh với lại quận 11 ha. Hướng ra Đầm Sen nó cũng khá là gần. Từ đây ra Đầm Sen thì mất khoảng cỡ chừng là 4 đến 5 phút đi xe thôi. Thì đầu đường có cái quán Tina nè cô chú anh chị. Hẻm 477 của đường Âu Cơ nè, mình đi vào nè. Hẻm 477 này mình đi vào ha. Cái bên là nó sẽ có một cái hệ thống cửa hàng mẹ và bé nha cô chú anh chị. Thì đầu đường nó sẽ là 479 ha. Và 475 thì mình sẽ đi vô tới bên trong này. Ở hướng này mình đi vô bên trong. Rồi mình sẽ rẽ tay phải nha. Ở mình rẽ tay phải là mình sẽ tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Đó mình tới đây ha. Tới ngay chỗ này với cô chú anh chị mình rẽ tay phải này. Rẽ tay phải đây là 477/10 nè. 477/10 nè cô chú anh chị. Nói chung là nhà mình thì xe hơi có thể vào đến tới cái ngõ này luôn. Tới cái góc này luôn ha. Nói chung là xe hơi mình vào tới góc này được nha. Vô bên trong đây thì mình đi qua bên khúc này tí nữa là nó sẽ có một cái con hẻm bên đó đó. Con hẻm đó mình rẽ tay phải vào là mình đi vô bên trong. Thì ở đây thì ra ngoài nó cũng khá là gần. Hẻm bên trong đó thì nó rộng 3 mét hơn nha cô chú anh chị. Rộng 3 mét hơn. Đó thì từ đó ra ngoài đây là ra tới hẻm xe hơi. Hẻm xe hơi thì nó ở đây. Từ vị trí hẻm xe hơi mà vô tới vị trí ngôi nhà của mình thì chỉ có cách khoảng cỡ chừng là 10 căn nhà thôi. Là mình sẽ ra tới cái hẻm xe hơi rồi ha. Vô bên trong này thì vô tới cái vị trí con hẻm của ngôi nhà mình. Và hẻm nhà mình là hẻm thông nha. Nó thông từ cái con hẻm 477 của đường Âu Cơ và nó thông ra con hẻm 519 của đường Âu Cơ của chú chị nha. Thông ra 519 đường Âu Cơ. Cái này là mình đi thông nè. Đi cuối đường mình đi thông ra 519 ha. Ở hẻm này cũng là hẻm thông luôn. Nói chung là khu vực này là hẻm thông hết. Hẻm thông hết cô chú anh chị. Từ vị trí ngôi nhà của mình mà đi vô con hẻm này nó cũng khá là gần. Từ đây nè. Từ nhà mình ra đây cách khoảng có chừng là 5 đến 6 căn nhà thôi là mình sẽ ra cái hẻm này. Rồi sau đó thì mình ra cái hẻm xe hơi. Hẻm xe hơi là hẻm ngoài. Nhà mình thì giáp ranh với lại quận Tân Phú, Tân Bình nha. Nhà mình hiện tại đang thuộc hẻm 477 của đường Âu Cơ thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú ha. Giáp ranh với lại Tân Bình. Rồi nếu mà qua giáp ranh với lại quận 11 thì mất khoảng cỡ chừng là 3 đến 4 phút đi xe thôi. Còn mà mình ra ngay chỗ bệnh viện với lại công an quận Tân Phú thì cũng khoảng cỡ chừng là 2 đến 3 phút đi xe. Đó từ đây thì mình đi vô bên trong là mình sẽ tới cái vị trí ngôi nhà của mình ha. Nhà của mình thì hiện tại đang nằm ở bên tay trái nha. Nhà hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng đông nha cô chú anh chị.
Đó, nhà thì có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng của chú anh chị ha. Đó, sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Mua bán thì mình chỉ công chứng sang tên của chú anh chị ha. Đó, hướng này mình đi vô nè, vô bên trong. Ở cái căn nhà mà Nguyễn Hoàng sắp giới thiệu cho cô chú anh chị mình là cái căn trước mặt đó đó ha. Ở cái căn hiện tại đang mở cửa đó, cái căn đó là một trệt một lầu ở bên trên nha. Ở một trệt một lầu ở bên trên nè, này từng nhà từng trệt của mình, này lầu 1 ha. Bên trên thì sẽ có khoảng không gian ban công nha. Thì con hẻm này là hẻm thông, hẻm này thì sẽ đi thông ra hẻm 4519 của đường Âu Cơ ha. Ở thì cái đường trước nhà của mình là nó rộng khoảng có chừng là 3m nè, 3m. Ở từ vị trí ngôi nhà của mình thì cách khoảng cỡ chừng là 6 đến 7 căn nhà là mình ra cái hẻm bên kia. Hẻm bên kia mình để tay trái là mình sẽ đi thông ra cái hẻm xe hơi. Thì từ đây ra hẻm xe hơi thì khoảng cỡ chừng là 40m thôi. 40m thôi ra hẻm xe hơi rồi ha. Đó, một trệt, một lầu ở bên trên, hai phòng ngủ. Hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng đông. Ở cái này khoảng không gian ban công này. Ban công của mình ở đây. Nhà thì chủ hiện tại chỉ có làm một lớp cửa thôi. Thì hiện tại đang có khách xem nhà nên Nguyễn Hoàng chưa có quay vào bên trong cho cô chú anh chị mình xem được ha. Thì đợi tí nữa khách ra cái Nguyễn Hoàng quay vào bên trong nha. Ở hẻm này hẻm thông nè. Thông là cái 519 của đường Âu Cơ. Ở đây là mình đi thông ra 519 nè. Đó, cô chú anh chị mình thấy cái biển số nhà ở phía trước không? Đó, 519 của đường Âu Cơ nha cô chú anh chị. Đó, thì cái vị trí ngôi nhà của mình là đi thông ra đó luôn, ra thông ra 519 ha. Ở còn cái hướng này là mình sẽ đi ra cái hẻm 477 của đường Âu Cơ. Nhà có kết cấu một trệt một lầu ở bên trên nha. Ở nhà mình thì hiện tại đang có sổ hồng riêng ha, pháp lý rõ ràng nha. Ở 477 nè. Đường Âu Cơ thuộc phường Phú Trung quận Tân Phú nè. Một trệt một lầu ở bên trên nè. Cái này là cái lầu 1 của nhà mình. Ở bên trên thì có hệ thống đèn nè, cửa sổ nè, cửa chính nè. Nhà này thì hiện tại chủ chỉ có làm một cái lớp cửa thôi, đó là lớp cửa bằng sắt hai cánh ha. Đó, lớp cửa bằng sắt hai cánh nha cô chú anh chị. Đây, cửa sắt của mình đây. Bên trên thì chủ có trang bị là rèm cửa cho mình luôn nè. Ở bên này cũng có nè ha. Bên này cũng có luôn. Thì cái thềm nhà của mình đó thì hiện tại chủ sẽ làm cao hơn so với lại cái thềm đường là khoảng có chừng là 2 tấc hơn ha, 2 tấc hơn, khoảng 2 tấc rưỡi nha. Ở nhà thì nói chung là nhà mới vào ở ngay, gạch thì chủ ốp cao ráo hết, bên này thì ốp cao lên nè, bên này cũng vậy luôn. Với lại bên này mấy chủ có làm mấy cái hộc nè, đó mình để đồ cũng được nè, ở bên này nè, bên trong nó có cái hộc nè, dạng như âm á, bên này cũng vậy luôn ha. Ở phía bên này có trang bị mấy cái cây nè của chúng chị, ở khu vực này nè, trang bị mấy cái cây nè. Cây kiển nè, bên này thì cũng là cây luôn, nhưng mà cây này cây giả nè. Đó, thì chủ có để lại một cái bộ ghế nè cho mình sử dụng ở đây luôn ha, một bộ ghế nè, rồi mà một bàn và hai ghế. Ở khu vực này thì mình để được cũng vài chiếc xe, ở vài chiếc xe ở khu vực này. Ở nhà mình thì bề ngang là 3m ha, chiều dài là 8m nha. Cái đoạn đầu này thì 2m, khoảng 2m3, 2m3 nha cô chú anh chị. Còn chiều dài của mình là 8m. Còn bên trong đó nó sẽ nở hậu ra là gần 3m ha, là 2m95. Thì nói chung là ngang 3 dài 10, ngang 3 dài 8 đó cô chú anh chị. Ở nhà kích thước ngang 3 dài 8. Khu vực này là khu vực bếp của ngôi nhà mình. Bếp thì chủ có làm cái hệ thống bếp nè, bếp trên nè, bếp dưới nè. Rồi cái gian bếp thì có bề mặt bằng đá hoa cương ha. Này là bồn rửa chén nha. Ở bồn rửa chén nha cô chú anh chị. Ở bồn rửa chén inox 304 nè. Ở bên dưới này có làm cái đường ống nè để mình đi máy giặt nè ha. Đường ống cấp, đường ống xả ở đây. Ở khu vực này là khu vực toilet ha. Ở toilet thì chủ dán gạch cao lên tới đụng trần luôn. Ở có gương soi đồ, bệ đỡ đồ đầy đủ hết ha. Cái này là cái khoảng không gian mình để máy giặt ở đây nè, đường ống này mình để máy giặt ở đây nè. Ở cầu thang lên bên trên. Ở cầu thang này bề mặt đi bằng chủ đang thiết kế là bằng đá hoa cương ha, bề mặt đi bằng đá hoa cương Tây Vịnh thì bằng sắt nè.
Ở lên bên trên đây thì sẽ có hai phòng ngủ ở bên trên. Ở đây thì có một cái ô cửa sổ. Ở một ô cửa sổ ở đây nè. Ở phía sau này không phải là cái hẻm nha cô chú anh chị. Phía sau này là cái lối đi chung ha. Cái lối đi chung của những cái nhà ở phía sau này nha, chứ không phải là cái hẻm nha. Ở đây thì chủ có làm cái mấy cái âm tường vô nè, để những cái vật dụng ở đây cũng được nè. Ở cầu thang mà đi qua bên kia là một phòng, bên này là sẽ có một phòng nữa. Ở bên này có một phòng nữa của chú chị. Ở bên trên thì có hệ thống đèn đồ đầy đủ hết nè. Ở bên này thì có một phòng nữa ha. Ở một cái phòng bự bên ngoài này nữa. Ở phía trước thì có ô cửa sổ này, ô cửa chính này, khu vực này là có cái âm tường vô, để mình có thể mình để cây cối ở đây cũng được nè ha, rất là tiện nha. Ở có rèm cửa, trang bị rèm cửa rồi đầy đủ hết, cửa thì xài cửa nhôm nha, cửa nhôm kính đục, cửa này cửa nhôm nè, cửa sổ mình là cửa nhôm, nhưng mà có cái cửa chính này á, là mới là cửa chính này thì hiện tại đang xài là cửa sắt ha, khung sắt luôn nè, khung bảo vệ luôn, rất là chắc chắn nha. Ở khoảng khu vực này là khu vực ban công của nhà mình. Ở ban công này khá là rộng nha cô chú chị. Ở có mấy cây dừa nè, dừa kiển nè, rồi phía trước thì có lan can nè ha. Cái ở đó là cái phễu thoát nước, cái phễu thoát nước của ngôi nhà mình ở đó. Thì cái máy giặt thì cô chú anh chị mình chắc chắn là mình sẽ thiết kế ở bên dưới ha, để cho nó tiện nha. Chứ bên trên này thì hiện tại là không có cái van nước nên chắc không có thể thiết kế cái máy giặt ở bên trên này được. Ở nếu mà mình thiết kế thì mình thiết kế bên dưới. Thì nếu cô chú anh chị nào quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Để Hoàng sẽ qua mở cửa cho cô chú anh chị mình xem ở bên trong và ưng ý thì mình gặp trực tiếp chính chủ để mình trao đổi về cái giá cả ha. Ở nhà mình thì có hai phòng ngủ nha, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Hiện tại ngôi nhà này đang có hướng chánh là thuộc hướng đông nha. Nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mua bán thì chỉ công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Ngang 3m là nhà mình là nhà nở hậu ha. Ngang 3 dài 8 nha cô chú anh chị, ngang 3 dài 8, kết cấu một trệt một lầu. Hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Nhà rất là mát luôn. Ở mức giá hiện tại chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 2.450.000.000 nha. Cô chú chị. Và giá này thì hiện tại chủ chỉ có bất lọc cho cô chú chị mình thôi ha. Ở nhà mình thì thuộc con cái con hẻm thông, thông từ cái con hẻm 477 của đường Âu Cơ thông ra cái con hẻm 519 của đường Âu Cơ nha. Ở nhà thì có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng ha. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ nè. Gần ngay chỗ chợ Hình Văn Chính, gần ngay chỗ trường học. Một cái trường học ở ngay chỗ gần cái chợ luôn cô chú chị, và gần ngay chỗ bệnh viện quận Tân Phú nè, rồi gần ngay chỗ công an quận Tân Phú luôn. Khá là thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển nha. Thì nếu cô chú anh chị nào có quan tâm kết nối ngay với Nguyễn Hoàng nha. Và bây giờ thì Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ha.